Lưu Dực Phi suýt mất mạng vì thác cuốn trôi, Huỳnh Hiểu Minh bị đàn em tát rát mặt. Trong showbiz hoa ngữ, Lưu Dực Phi đứng trong hàng top những nàng đại hoa đáng xinh đẹp nổi tiếng nhất. Với những ai theo dõi người đẹp họ Lưu thì đều biết rằng cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả nhờ hai bộ phim đình đám là Thiên Long Bát Bộ và Thần Điêu Đại Hiệp. Trong hai bộ phim này, Lưu Dực Phi đều gắn liền với Bạch Y, làm toát lên thần thái và vẻ đẹp tinh khôi trong trẻo của một thiếu nữ mới lớn. Nhờ đó mà cô của Thần Điêu Đại Hiệp đã được ca ngợi là thần tiên tỷ tỷ, một bước trở thành sao hạng A được biết bao người săn đón. Thế nhưng ít ai biết được rằng đằng sau ánh hào quang nổi tiếng, Lưu Dực Phi phải trải qua không ít khó khăn, thậm chí còn suýt mất mạng. Sáng 11 tháng 1, blogger đình đám chuyện showbiz gây chú ý khi chia sẻ lại hình ảnh Lưu Dực Phi trên phim trường Thần Điêu Đại Hiệp từ 15 năm trước. Khoảnh khắc nữ diễn viên ngã chao đảo khi bị vuột tay khỏi bàn diễn, bị dòng nước mạnh làm trượt chân và suýt cuốn trôi xuống vực thác khiến khán giả hoảng hồn thoát tim. Trong tình huống nguy hiểm đó, bạn diễn của Lưu Dực Phi là Huỳnh Hiểu Minh đã ngay lập tức lao tới cứu nữ diễn viên. Cô được mọi người trong ekip làm phim kéo ra khỏi dòng nước đang chảy xối xả, chỉ trực cuốn phăng bất cứ thứ gì không may rớt xuống. Nhìn thần sắc của Lưu Dực Phi khi đó vô cùng hoảng loạn, cả người từ đầu đến chân đều ướt sũng cực kỳ thê thảm. Sau đó cô cùng một nữ đồng nghiệp đã ôm chầm an ủi nhau. Khoảnh khắc đó khiến người xem không khỏi đau lòng xót xa. Được biết thời tiết khi đó là giữa mùa đông, trong cái lạnh thấu xương, dù vừa gặp sự cố khiến tinh thần khủng hoảng, nhưng nữ diễn viên trẻ mới 17-18 tuổi vẫn không dùng diễn viên đóng thế, thái độ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, làm ai nấy đều thán phục. 15 năm kể từ bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp nổi đình nổi đám, cô và Quá Nhi ngày nào vẫn là những người bạn thân thiết với nhau. Tình bạn của cả hai có lẽ được vun đắp trong suốt quá trình đóng chung, giúp đỡ lẫn nhau và duy trì bằng sự chân thành cho đến tận bây giờ. Cách đây ít ngày, Sina đưa tin ekip chân tướng cuối cùng đăng tải video hậu trường cảnh quay giữa Huỳnh Hiểu Minh và Vương Ảnh Lộ. Trong clip, cả hai đang thảo luận và diễn tập cho phân cảnh tác. Theo Sina, Huỳnh Hiểu Minh đề nghị bạn diễn đánh thật để mang lại cảm xúc chân thực trước ống kính. Ngôi sao Thần Điêu Đại Hiệp thậm chí còn cầm tay hướng dẫn Vương Ảnh Lộ cách dùng lực. Tài tử sinh năm 1977 bị tát hơn 10 cái trong cảnh quay chính thức. Sau phân đoạn đó, Huỳnh Hiểu Minh bị rắc mặt ù tai. Điều này khiến Vương Ảnh Lộ cảm thấy áy náy. Để động viên tinh thần đàn em, nam diễn viên không ngừng an ủi, bày tỏ lòng khâm phục trước thái độ chuyên nghiệp của Ảnh Lộ. Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho lòng yêu nghề, tinh thần vì vai diễn của Huỳnh Hiểu Minh. Trước đó, tài tử chấp nhận giảm 15 kg, nuôi tóc dài, để râu nhằm khiến bản thân giống với nhân vật trong kịch bản. Trong chân tướng cuối cùng, Huỳnh Hiểu Minh sắm vai luật sư nhận bào chữa cho một nữ nghi phạm giết người nguy hiểm, Yên Ni thủ diễn. Anh có một cuộc đấu trí để tìm ra hung thủ và sự thật bị che giấu trong vụ án. Phim ra rạp vào tháng 12. Năm nay, Huỳnh Hiểu Minh có 3 tác phẩm truyền hình lên sóng là Công Huân, Game Changer, Vinh Quang và Mộng Tưởng. Những bộ phim này đánh dấu sự thay đổi hình tượng của nam diễn viên. Hiện tại, anh chủ yếu nhận kịch bản có đề tài xã hội và vai nhân vật trung niên có hình tượng gai góc trên màn ảnh. Thời gian qua, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby liên tục vướng tin đồn ly hôn. Mới đây, mạng xã hội xứ Trung vừa ồn ào trước động thái mới nhất của cặp vợ chồng tai tiếng nhất showbiz hoa ngữ này. Theo đó, trong show Running Man bản Trung, Angela Baby đã vô tình tiết lộ quan hệ hiện tại của mình và ông xã. Cụ thể, trong một phần chơi, hai đội chơi tìm những ngôi sao được treo biển quảng cáo trên đường, sau đó tìm cách gọi cho người này để hoàn thành nhiệm vụ. Nam diễn viên Trịnh Khải nhanh chóng phát hiện ra biển quảng cáo của Huỳnh Hiểu Minh và tuyên bố anh sẽ gọi điện cho anh Minh đó. Đúng lúc này, Angela Baby đã có phản pháo đanh thép dành cho bản thân. Em sẽ bắt anh ấy không nhận điện thoại của anh. Câu nói của Angela Baby vô tình khẳng định rằng quan hệ của cô và ông xã vẫn rất tốt. Nữ diễn viên Vân Trung Ca không hề bối rối hay ngại ngùng khi nhắc đến chồng và bản thân Trịnh Khải cũng vậy. Điều này thể hiện rõ ràng rằng quan hệ của hai người không bất ổn như báo chí đăng tải. Lúc này, trang iFan cũng có bài viết nhận định quan hệ của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh thực sự không ồn ào và phức tạp như các báo vẫn đăng tải. Sở dĩ họ không bên nhau thời gian dài là vì bận rộn với công việc. Tuy nhiên, tình cảm của hai người vẫn ổn định. Cũng vì vậy mà fan của hai người luôn tin tưởng vào hôn nhân của cặp đôi. Cách đây không lâu, cánh paparazzi chụp được hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby xuất hiện bên nhau và ở cùng với con trai Tiểu Hải Miên. Đây là lần hiếm hoi cặp đôi lộ diện bên nhau. Đây là minh chứng rõ ràng nhất khẳng định mối quan hệ của hai người. Tuy nhiên, không thể phủ nhận vài năm nay họ ít khoe về gia đình hơn trước, đây mới dính thị phi.